Chào các bạn trở lại với video tiếp theo của Can Fit Củ Chi. Hôm nay mình nhận tiếp tục một cái con HB Pavilion DV5 nha các bạn. Mã men của nó là DA0 T6 BMB 6F0 Review F nha các bạn. Đây, mã men của nó hơi nhỏ nha các bạn. Đây là cái dòng co 2 nha các bạn. Một men co 2. Hiện trạng của nó là có nguồn, mình kích nguồn không được nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái hiện trạng của cái máy này nha các bạn, cái men này. Rồi bây giờ mình sẽ cắm nguồn. Rồi các bạn thấy là led nguồn sáng nha các bạn, đồng hồ ăn dòng nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đo cho các bạn xem là cái nguồn kích. Rồi các bạn xem cái nguồn kích có 3V3 nha các bạn. Đó, nguồn kích nó có 3V3. Rồi bây giờ mình sẽ kích cho các bạn xem. Kích không có tác dụng nha các bạn. Kích không được. Rồi, ở dòng này bắt đầu đầu tiên mình sẽ chép BIOS nha các bạn. Đầu tiên mình sẽ chép cái con BIOS trước. Đó, và sau đó mình sẽ thử xem máy có kích được hay chưa. Rồi mình sẽ tiếp tục nha các bạn. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ gỡ con BIOS ra. BIOS đây nha các bạn. Mình sẽ tiến hành mình gỡ con BIOS này ra. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành bóc con BIOS ra nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ chép cái sụt này nha các bạn. Đó, và sau đó mình sẽ gắn vào xem máy có kích nguồn được không nha các bạn. Thank you.
xong cái con BIOS nha các bạn. Rồi, bây giờ bắt đầu mình sẽ cắm nguồn và kích thử xem cái main có hoạt động không nha các bạn. Rồi, sau khi mình chép xong cái con BIOS và mình đã gắn lại nha các bạn. Bây giờ bắt đầu mình sẽ tiến hành mình sẽ cắm nguồn và mình sẽ kích nguồn cho các bạn xem là cái main có hoạt động không nha các bạn. Sau đó mình sẽ gắn màn hình vào xem máy có xuất hình hay không. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình sẽ cắm nguồn nha các bạn. Ok, máy có đang dòng nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ kích nguồn. Rồi, bây giờ mình sẽ kích nguồn nha các bạn. Rồi, như vậy là main đã hoạt động nha các bạn. Ok, như vậy là ở cái con này là do lỗi con BIOS nha các bạn. Đó, như vậy là cái main đã hoạt động. Rồi, bây giờ bắt đầu mình sẽ tiến hành mình sẽ gắn màn hình vào nha các bạn. Xem máy có xuất hình hay không. Sau khi mình vừa chép xong cái sụt BIOS nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cắm nguồn nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ kích nguồn. Rồi, như vậy là máy đã xuất hình nha các bạn. Ok, đó, như vậy là máy đã xuất hình. Như vậy nguyên nhân ở cái con HP DV5 là do lỗi cái sụt BIOS nha các bạn. Sau khi mình chép lại file BIOS khác thì máy đã kích được và hoạt động xuất hình nha các bạn. Rồi video mình xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Chào các bạn.